Xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với bản tin của bóng đá trẻ VN. Thái Lan nhất bảng A, U23 Việt Nam gặp Malaysia ở bán kết SEA Games 31. Những diễn biến bất ngờ của lượt trận hạ màn bảng B khiến cho U23 Thái Lan đứng nhất bảng, đẩy U23 Malaysia xuống thứ hai và sẽ trở thành đối thủ của đội chủ nhà U23 Việt Nam tại bán kết SEA Games 31. 16 giờ chiều ngày 16 tháng 5 trên sân vận động Thiên Trường, U23 Malaysia đã bước vào trận gặp U23 Campuchia với mục tiêu giành 3 điểm để bảo toàn ngôi đầu, đồng thời tránh gặp chủ nhà Việt Nam nhất bảng A ở bán kết. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Keisuke Honda đã gây sốc khi hai lần vươn lên dẫn trước Malaysia ở trận này và chung cuộc buộc những chú hổ Malay phải chia điểm với trận hòa 2-2. Chỉ có được 8 điểm đồng nghĩa U23 Malaysia không có quyền tự quyết đối thủ ở bán kết. Và điều mà các cầu thủ Malaysia lo ngại nhất cũng đã tới. U23 Thái Lan vượt qua U23 Lào 1-0 dù gặp rất nhiều khó khăn để có được 9 điểm và giành ngôi nhất bảng B. Như vậy là U23 Thái Lan sẽ gặp đội nhì bảng A là U23 Indonesia ở trận bán kết trên sân Thiên Trường. Trong khi đó, U23 Malaysia vào bán kết gặp đương kim vô địch Việt Nam nhất bảng A. Trận bán kết của đội chủ nhà sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 5 tới đây trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ. Cả hai trận bán kết đều diễn ra vào ngày 19 tháng 5, được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6. Lịch thi đấu bán kết bóng đá nam SEA Games 31, 16 giờ ngày 19 tháng 5, U23 Thái Lan đối đầu U23 Indonesia. 19 giờ ngày 19 tháng 5, U23 chủ nhà Việt Nam đối đầu U23 Malaysia. Xin mời quý vị và các bạn nhớ đón theo dõi. Hòa với tỷ số 2-2 trên sân Thiên Trường, các cầu thủ Malaysia đổ gục xuống sân vì thất vọng. Trong khi đó, thầy Park Hang-seo nhảy múa trong cuộc đua bán kết. Kết quả bất ngờ, thậm chí gây sốc ngay ở lượt trận đầu tiên bóng đá nam SEA Games 31. Có thể nói trận hòa 2-2 trước U23 Campuchia đã khiến cho U23 Malaysia đánh mất quyền tự quyết. Và đội bóng này sẽ phải gặp chủ nhà Việt Nam ở trận bán kết trên sân Việt Trì. Chỉ cần giành chiến thắng trước U23 Campuchia, U23 Malaysia sẽ giành ngôi nhất bảng B. Tuy nhiên, bất ngờ đã diễn ra khi thầy trò huấn luyện viên Maloney chỉ có được một điểm ở lượt trận cuối. Trận hòa tai hại này khiến cho Malaysia rơi xuống nhì bảng và phải đối đầu với chủ nhà Việt Nam ở vòng bán kết. Nói về việc đụng độ chủ nhà Việt Nam ngay ở vòng bán kết, huấn luyện viên của đội tuyển U23 Malaysia Maloney đã khẳng định: U23 Việt Nam là đội có chất lượng chuyên môn tốt, nhưng tất nhiên muốn vô địch thì phải gặp tất cả các đối thủ. Bản thân tôi cũng như đội bóng sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị tốt nhất dù đối thủ là ai đi nữa. Trong khi đó, thầy Park Hang-seo thong dong làm cần thủ chờ đối thủ ở bán kết. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho các cầu thủ U23 Việt Nam được nghỉ ngơi, cá nhân ông giải khuây bằng việc làm cần thủ chờ đối đầu Malaysia ở bán kết SEA Games 31. Huấn luyện viên Maloney đã chia sẻ: "Chúng tôi muốn giành ngôi đầu bảng, nhưng đó là bóng đá, tất cả phải chấp nhận. Trận bán kết sẽ không dễ dàng khi chúng tôi phải gặp đội chủ nhà Việt Nam. U23 Việt Nam có chất lượng chuyên môn rất tốt. Tuy nhiên, nếu các bạn muốn giành huy chương vàng thì phải đối đầu với mọi đối thủ. Chúng tôi có thể không đạt được mục tiêu và phải chấp nhận. Tuy nhiên, tôi tin các cầu thủ sẽ thể hiện được bản thân dù gặp bất cứ đối thủ nào." Có thể nói U23 Thái Lan đã may mắn tránh được chủ nhà Việt Nam ở bán kết SEA Games 31. Sau trận thắng chật vật 1-0 trước U23 Lào, U23 Thái Lan vào bán kết SEA Games 31 với tư cách là đội nhất bảng B. Thầy trò huấn viên Alexander Bokin kết thúc vòng bảng với thành tích 9 điểm, hơn Malaysia 1 điểm. U23 Thái Lan sẽ gặp Indonesia nhì bảng A tại bán kết SEA Games 31, còn chủ nhà Việt Nam đối đầu Malaysia. Có thể nói huấn luyện viên Bokin vừa thắng trận để lên ngôi đầu bảng B, vừa giấu bài dưới cặp mắt soi xét của ông Shin Tae-jang trên khán đài sân Thiên Trường. Trên khán đài sân Thiên Trường, huấn luyện viên Shin Tae-jang của Indonesia ngồi soi U23 Thái Lan đá với Lào ở trận cuối bảng B SEA Games 31. Phía dưới sân, huấn luyện viên Bokin của U23 Thái Lan vừa phải thắng để tránh Việt Nam ở bán kết, lại vừa phải giấu bài ông Shin Tae-jang. Nhưng cuối cùng có vẻ như hai ý đồ của ông Bokin đã được hoàn tất. U23 Thái Lan thắng Lào 1-0 để lên ngôi nhất bảng B và tiếp tục ở lại sân Thiên Trường để tiếp Indonesia ở bán kết. Còn Malaysia phải di chuyển đến Phú Thọ gặp chủ nhà U23 Việt Nam trong trận bán kết còn lại. Huấn luyện viên Bokin đưa ra đội hình thiếu vắng nhiều mũi công và át chủ bài như là Wirathep, Benjamin Davis, cài cắm những cầu thủ sung mãn như là Gustason, Wojcik và cách chơi cũng rất ẩn. Chính điều đó khiến Thái Lan rất khó khăn trong việc tìm đường vào mảnh lưới đối phương. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của A Tha Vong, một cầu thủ Lào, đốt lưới nhà.
Nói Thái Lan thắng vất vả Lào thì cũng không đúng. Nhưng phía trên khán đài, huấn luyện viên Shin Tae-jang đang ngồi soi rất kỹ thầy trò ông Bo King. Nên U23 Thái Lan phải đá vừa thắng lại phải vừa giấu bài. Nếu ông Bo King bung tất cả các át chủ bài cũng như cách chơi sở trường của mình cùng đội hình A là điều không thể. Với cặp mắt và não bộ tinh tường của ông Shin Tae-jang, nếu Thái Lan bung hết sức, bung hết át chủ bài ra để ghi nhiều bàn thắng vào lưới Lào thì tất nhiên ông Shin Tae-jang sẽ nắm được tất cả. Cuối cùng, thầy trò huấn luyện viên Bo King đã chọn cách thắng vất vả, nhưng bù lại huấn luyện viên Shin Tae-jang không đọc được nhiều từ đối thủ này. Hai đội gặp nhau ở bán kết trên sân Thiên Trường. Riêng ông Bo King với ông Shin Tae-jang, đây có thể nói là cuộc tái đấu vì hai ông đã chạm trán nhau ở chung kết lượt đi và về ở AFF Cup 2021 cùng cấp độ đội tuyển quốc gia. Và chia sẻ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt. Cũng ở SEA Games 31, truyền thông quốc tế ấn tượng với không khí trên sân Thiên Trường. Giới truyền thông và các huấn luyện viên rất ấn tượng với không khí cuồng nhiệt trên sân Thiên Trường, khi các trận đấu lúc nào cũng đông khán giả dù không có chủ nhà Việt Nam thi đấu. Tại SEA Games 31, sân Thiên Trường tỉnh Nam Định được đăng cai tổ chức bảng B và một trận bán kết bóng đá nam. Mặc dù không có sự hiện diện của đội chủ nhà U23 Việt Nam, nhưng mỗi trận đấu tại đây luôn có rất nhiều khán giả đến sân cổ vũ cho các đội bóng. Điều này đã gây ấn tượng rất mạnh với truyền thông khu vực. Phóng viên của Singapore cho biết, đây là lần đầu tiên anh đi theo đội tuyển U23 Singapore tác nghiệp tại một kỳ SEA Games. Anh rất ấn tượng với bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt trên sân Thiên Trường. Từ trận khai mạc bảng B giữa Singapore và Lào, trên sân đã không còn chỗ trống. Đến các trận thi đấu tiếp theo, sân vẫn luôn có rất đông khán giả. Cũng theo phóng viên này, người hâm mộ bóng đá ở đây rất tuyệt vời. Cổ động viên cổ vũ rất chuyên nghiệp. Mỗi trận đấu tại đây thực sự là một bữa tiệc bóng đá. Và theo phóng viên của Malaysia, sự chuẩn bị của tỉnh Nam Định cho các đội bóng tham dự SEA Games 31 là rất tốt. Từ chỗ ăn nghỉ tập luyện đều thể hiện tính chuyên nghiệp. Không khí trên sân rất tuyệt vời. Các khán đài luôn phủ kín người xem, làm cho các đội bóng có cảm giác như đang được đá ở sân nhà. Phóng viên của Malaysia cho hay đây là lần đầu tiên anh đến với Nam Định. Anh rất có cảm tình với người dân ở đây bởi sự thân thiện và mến khách. Sân Thiên Trường tuy không có chủ nhà U23 Việt Nam thi đấu, nhưng lúc nào cũng đông khán giả cổ vũ. Cổ động viên tại đây rất chuyên nghiệp, nhiệt tình cổ vũ cho các đội bóng, trong đó có U23 Malaysia. Nếu các giải đấu thể thao trong khu vực tiếp tục được tổ chức tại Nam Định, anh sẽ quay trở lại nơi này. Không chỉ giới truyền thông mà các huấn luyện viên trưởng của các đội bóng cũng dành những lời có cánh cho bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Thiên Trường. Huấn luyện viên của đội tuyển U23 Lào chia sẻ, ông thực sự bất ngờ với không khí trên sân Thiên Trường. Mỗi khi Lào thi đấu luôn có rất đông khán giả đến cổ vũ cho các học trò của ông. Thay mặt ban luyện của đội tuyển U23 Lào, ông gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ bóng đá Nam Định. Đây sẽ là kỷ niệm tuyệt vời đối với các thành viên U23 Lào. Và toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình trong trận đấu cuối ở vòng bảng với U23 Thái Lan chiều 16 tháng 5 để tri ân các cổ động viên Nam Định nói riêng và người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung. Sân Thiên Trường Nam Định có sức chứa gần 30.000 chỗ ngồi và theo thống kê của ban tổ chức qua 8 trận đấu tại bảng B, các trận đấu vào khung giờ 16 giờ luôn có trên 10.000 cổ động viên, còn các trận thi đấu vào lúc 19 giờ các khán đài đều không còn chỗ trống, thậm chí có nhiều người đến cổ vũ nhưng vì sân quá tải nên không có chỗ ngồi. Theo lịch thi đấu, sân Thiên Trường chỉ còn 2 trận đấu cuối tại vòng loại bảng B và một trận bán kết. Ban tổ chức SEA Games 31 tại Nam Định mong muốn người hâm mộ bóng đá tiếp tục đến sân cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu, thể hiện trọn vẹn thông điệp vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn. Và chia sẻ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.